ơi, em đói quá à. Con biết là em đói lắm rồi. Cái ngày hôm nay là ngày quái gì mà không cắn được ai vậy? Vợ nói câu này 10 năm mà không chán à? Trời ơi, con biết đâu. Tại vợ hay tại ai? Nhìn thấy đồ ăn ngoài đường đầy ra đấy, nhất quyết phải là dai đẹp mới cắn cơ. Thế sự cho con vô la thì anh có cắn không? Không biết đâu, anh tìm cho em đói lắm rồi. Thôi rồi, nhìn đi. Để anh lên cái tiệm cắt tóc mày xem có dai đẹp, bách xuống cho em cắn nhá. Dai đẹp à? Dai đẹp. Đi đi, đi đi. Em chào anh ạ, mình đến cắt tóc đúng không anh? Bên em có duy nhất gói size combo 100k bao gồm 7 bước cả cắt gội anh ạ. Tóm lại là có dai đẹp không? Có ạ, bên em chỉ có dai đẹp thôi ạ. Thịt của em thật là thơm. Em có tin anh sẽ hút hết máu của em không? À. Anh gặp miệng không bọt bắn vào mồm nhá. Chào anh, hôm nay anh muốn cắt kiểu gì? Ta là ma cà rồng. Ma cà rồng à? Ý anh là kiểu này gì? Ui dồi ôi, kiểu này là cực kỳ hợp với anh luôn. Ta là ma cà rồng, cậu có tin không? À, tin, em tin chứ, em tin chứ. Ta sẽ hút máu cậu. Oh no. Gì cũng được, anh ngồi im nhá, để em cắt nhá. Trông cậu thật là béo mầm, chắc chắn máu sẽ ngon lắm đây. Đấy. Anh thẳng mặt lên cắt nhá. Quái lạ, vừa mới ngồi đây xong lại đi đâu rồi? Vợ ơi! Rời à vợ! Rời đi! Chồng lên mặt rồi! Bệnh nhân tiếp theo. Dạ chào bác sĩ ạ. Nha khoa phòng bên cạnh nhá, đây là phòng chuyên khoa mắt. Ôi, không bác sĩ ạ, em không khám răng, em đi khám mắt mà. À đây à? Dạ vâng. Bác sĩ ơi, dạ em chả hiểu sao mà ở nhà cứ uống nước là em bị đau mắt bác sĩ ạ. Bác sĩ khám cho em cái. Uống nước mà đau mắt? Dạ vâng ạ, cứ uống vào là đau mắt vậy. Thế mới lạ. À. Dạ. À đây. Uống thử tôi xem này. Uống thử ạ. Rồi. Thấy thế nào? Thấy cái gì ạ? Mắt. Ô. Bác sĩ ơi, hả? Em không hiểu sao uống nước ở đây lại không thấy đau mắt bác sĩ ạ. Bác sĩ tài quá, không biết là bác sĩ cho thuốc gì vào đây mà lại khỏi nhanh thế à? Về nhà uống nước ấy, bỏ cái thìa ra nhá. Bệnh nhân tiếp theo. Cô ơi, sao con ngồi nhờ ở tí? Nhân thời này lố la lố lăng, đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà. Mày nói ai đấy? Cái thằng dẻo kia, cụ kia. Đàn ông gì mà đeo khuyên tai, sao mặc áo bó, quần bó tết rồi. Đàn ông nào? Con gái rượu nhà tao đấy, đàn ông nào? Sao mày đang chửi con gái rượu nhà tao? Vô duyên. Thế đấy là con gái à cụ? Chứ gì nữa? Đó con gái phải ăn mặc rõ ràng với chị kia kìa thì con mới biết. Tháo lưng nào một lần. Này con ô này, mày bảo ai là chị đấy? Mày trông bố mày như thế này mà mày bảo là chị được thì mắt mày để đâu hả mày? Trời ơi, em xin lỗi anh ạ. Xin lỗi ông ạ. Mày bảo ai là ông? Con! Con! Con bất dậy này!
mày sỉ nhục tao, mày sỉ nhục em tao thì tao còn tam tha cho mày, nhưng mà mày sỉ nhục mẹ tao thì mày chết cho tao. Thôi chết rồi em ơi, điện thoại anh hết pin rồi, làm thế nào bây giờ? Thế bây giờ làm sao? Anh cần gấp không? Có chứ, bao nhiêu công việc của anh còn khách hàng gọi điện thế này nữa. Hay là sắp về đến nhà em rồi, cho anh về nhà em sạc nhờ cái điện thoại nhá. Thôi không được đâu, bố mẹ vừa đi vắng rồi. Thì có sao đâu, bây giờ anh là người đàn ông quân tử, không bao giờ có ý đồ làm hại phụ nữ cả. Em phải tin anh chứ. Được rồi, anh nhớ là sạc pin rồi đấy. Anh không đi vào với em mà. Không. Anh muốn làm gì? Sạc pin. Thế anh đi vào trong nhà với em. Quân tử nhất ngôn, anh đã bảo sạc pin là sạc pin, không sạc một cái gì khác cả. Cho em theo với. Sao em cứ đi theo anh thế? Đã không là đi với anh đến cùng trời quý đất rồi không ạ? Anh cũng yêu em, mà không phải lúc nào cũng đi theo anh như thế được. Em cũng phải để cho anh không gian riêng chứ. Nào, không đi theo anh nữa biết chưa? Đi về làm việc đi. Này. Sếp ạ. Sơn à, đi vệ sinh à? Dạ vâng ạ. Sếp đi vệ sinh ạ. Ừ. Làm gì ở đây đây? Đã bảo là đi với nhau đến cùng trời cuối đất thì còn gì anh không nhớ à? Sao mà đi được? Cứ đi thôi. Ôi giời ạ. Ôi anh Hiền, hôm nay anh đi vệ sinh ở đây à? Đi vệ sinh à? Dạ vâng ạ. Oh no. Cho đến cuối cùng thì anh cũng chưa bao giờ nhận là anh sai. Cô xem lại bản thân cô đi, là do cô đấy. Là do anh. Do cô. Do anh. Cô nhìn lại mình đi.